Xin chào cả nhà. Hôm nay Lê Tuấn lại có mặt tại khu vui chơi thiếu nhi của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Hôm nay trong này có một sự kiện rất lớn. Sự kiện tức là hội thi giọng hát hay huyện Phú Giáo mở rộng năm 2019. Bây giờ mời cả nhà cùng Lê Tuấn bước vào để chúng ta khám phá khu vui chơi của thiên nhiên và dự tiếp tục giọng hát hay của huyện Phú Giáo năm 2019 nhé. Xin mời. Đây quý vị, khu vui chơi thiếu nhi huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Và bây giờ Lê Tuấn đã đưa chúng ta vào bên trong nha. Hôm nay khu vui chơi này thì rất độc đáo rồi, rất rộng. Đây quý vị, chúng ta nhìn thấy này. Bây giờ Lê Tuấn đã phóng to cho chúng ta nhìn thấy luôn. Đấy, đấy, quý vị ta nhìn thấy nó. Đây quý vị, đây là góc rộng nhá, rất đẹp. Đấy, xin mời tất cả nhà chúng ta theo dõi khu vui chơi của các em bé nhi đồng của huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương nhá, rất đẹp nhá. Đấy, đây phía trong kia là đang còn hát với nhau nhá. Đây, rồi bây giờ Lê Tuấn đi đưa chúng ta đến nơi này. Rồi. Đấy, rất rộng của tôi là. Rồi, đây là nhà vui chơi. Đấy. Có một dòng sông nơi Sài Gòn, có một dòng sông, có ngàn lời ca. Mà giá 5.000 đồng lựa quay xe lửa. Vui chơi hôm nay vắng người nhỉ? Dạ. Hay là giờ có đông không? Bữa nay cũng vắng người anh học. À hôm nay thì á. Vắng người. Đu quay. Cá. Rất nhiều cá, cá nhựa. Dòng sông thắm theo đám chim bay về phía mặt trời. Bao nhiêu năm bôn ba xứ người, ngày trở về rực rỡ cờ sao. Con sông xưa đêm ngày vẫn hát, mãi muôn đời sâu thẳm nhớ ơn người. Có một dòng sông ơi Sài Gòn, có một dòng sông, có ngàn lời ca xin hát dâng người đất nước ngàn hoa. Bác mãi còn đời còn mùa xuân đầy nắng, bóng mai vẫn còn đây, duyên Sài Gòn lấp lánh ánh sao đêm. Sáng một tuần dương, sáng mai thêm người, sáng cả một quê hương. Có ngàn lời ca xin hát dâng người đất nước ngàn hoa. Dòng sông có ngàn lời ca
Gòn mùa xuân đầy nắng, hoa mai còn đây, duyên Sài Gòn lấp lánh ánh sao đêm. Sáng một phần dương, sáng mai tên người sáng cả quê hương. Có ngàn lời ca, xin hát dân người đất nước ngàn hoa. Số báo danh 04 đến từ đơn vị xã An Linh thể hiện. Thí sinh chuẩn bị Phạm Thị Thu Phương. Số báo danh 05 đến từ đơn vị xã An Thái. Lê Tuấn ngưng chương trình vui chơi nha, để Lê Tuấn quay lại chương trình ca nhạc nha. Thì mời cả nhà chúng ta vào theo dõi nha.